Để nói về đặc trưng của Tết Việt Nam thì đương nhiên không thể thiếu hoa và cây trưng Tết. Dọc từ Cao Bằng cho đến tận Cà Mau, trước khi mỗi nhà ít nhất phải có đôi chậu bông vàng vàng đỏ đỏ vui Tết. Thiếu cây thiếu hoa thì còn gì gọi là ăn Tết Việt. Vì với người Việt, hoa không chỉ để tô điểm cho ngôi nhà ngày Tết thêm xinh tươi, mà màu sắc, tên và hình dáng của mỗi loại trưng Tết còn mang ý nghĩa sinh sôi nảy nở. Mang tài mang lộc, mang may mắn bình an, mang an khang như ý, mang phú quý cát tường, mang con đường tương lai rộng mở đến cho mọi người trong gia đình. Miền Bắc hoa đào, miền Nam hoa mai, hai loại cây rất đặc trưng của ngày Tết, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, thịnh vượng an khang. Mỗi cánh mai vàng như một đồng vàng, may mắn và tài lộc, nên khi cánh mai rụng người ta chỉ gom gọn dưới gốc mai mà không được quét bỏ. Kế đến chính là hoa vạn thọ, nghe tên thôi là đủ biết rồi, kết hợp với sắc vàng của hoa thì chắc chắn sống lâu sống thọ để ăn Tết cùng đàn chắc đàn chít. Tương tự như vạn thọ là hoa cúc nhiều cánh, với sắc vàng may mắn cùng hàng trăm cánh hoa tượng trưng cho số năm tuổi, tức là bạn phải sống lâu đến trăm tuổi hơn. Ngoài ra hoa cúc và vạn thọ cũng được mọi người mua để trước mộ tổ tiên, hay trưng trước bàn thờ ông bà để thể hiện lòng hiếu kính của con cháu. Cũng như mong ông bà về ăn Tết với con cháu, hoa hướng dương, những đóa hướng dương vàng chói, cao thẳng hướng về mặt trời, cầu mong một sự ngay thẳng chính trực, liêm khiết, cũng như mong muốn đón những tia nắng ấm áp vui vẻ cho mỗi ngày. Hoa trạng nguyên, phần đỏ thắm ở phần lá phía trên, giống như chiếc mũ trạng nguyên đội trên đầu. Cầu mong cho con cháu học hành đỗ đạt, công thành danh toại. Hoa cát tường chữ cát là chỉ điều tốt lành, chữ tường là biểu đạt cho sự may mắn. Cát tường mang thông điệp việc tốt điềm lành. Cầu chúc cho những người thân yêu, bạn bè và gia đình của mình luôn mong gì được nấy, cầu được ước thấy, mọi sự thuận lợi suôn sẻ. Hoa màu gà, trong quan niệm của phong thủy học, hoa màu gà là biểu tượng cho tiền tài và may mắn. Trưng bày hoa màu gà giúp gia chủ thuận lợi trong làm ăn, công việc, đón được nhiều tài lộc, thịnh vượng. Và còn rất nhiều loại hoa khác nữa, như hoa giấy, hoa hồng, hoa đồng tiền, cúc mâm xôi, tất cả đều mang những ý nghĩa tốt đẹp nhất cho mọi người nhân những ngày đầu năm mới. Bên cạnh những chậu hoa tươi thắm thì các loại cây cảnh chi chít quả mang ý nghĩa mùa màng bội thu, làm ăn phát đạt, cuộc sống sung túc viên mãn cũng được mọi người lựa chọn và ưa thích để trưng Tết. Lựa chọn đầu tiên của mọi người sẽ là cây quất. Sở dĩ cây quất được trưng nhiều vào ngày Tết là vì theo âm Hán, phát âm từ quất gần giống với từ cắt trong cát tường, ý nghĩa gặp nhiều may mắn và phước lành. Những trái quất vàng cam tròn trịa, chùm chùm chi chít mọc đầy cây, mang lại một năm sung túc, ấm no và thịnh vượng. Kế đến là cây sung với chi chít trái từ gốc đến ngọn, cũng là một lựa chọn hàng đầu của mọi người để cầu mong sự sung túc, sung mãn và sung sướng cả một năm. Cây ớt đỏ, ớt ngũ sắc, trong phong thủy. Cây ớt tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực và sự may mắn, hỗ trợ gia chủ làm ăn tấn tới. Hình ảnh quả ớt căng mọng, đỏ rực sẽ đem đến sự đủ đầy, trọn vẹn, thịnh vượng về công danh, tài lộc. Ngày nay để đáp ứng nhu cầu cũng như thị hiếu của nhiều khách hàng, nhiều loại cây với những cái tên, màu sắc mang ý nghĩa cũng được bán ở khắp các chợ hoa ngày Tết. Cây bưởi, cây có tán lá, cành, quả sum suê, thể hiện sự sung túc đầy đủ. Tết chưng cây bưởi còn thể hiện sự kỳ vọng một năm mới ấm no, làm ăn phát đạt, tài lộc đầy nhà. Đu đủ bonsai, chi chít quả từ gốc đến ngọn, giống như tên của nó mang lại sự no đủ, sum vầy, bền vững nên được khá nhiều người săn đón về trưng Tết. Cây bắp, công việc làm ăn chắc như bắp, thuận lợi suôn sẻ. Cây lúa với những bông lúa triểu hạt, để cầu mong một năm mùa màng bội thu. Công việc kinh doanh gặt hái nhiều thành công, tài lộc nặng trĩu như những bông lúa vàng. Cây thanh long, dáng cây thanh long như rồng bay phượng múa, cầu mong một năm thăng quan tiến chức, một bước lên mây. Cây dư, giống như tên gọi và cả màu sắc vàng tươi của nó, cầu mong của cải, may mắn, bình an, tài lộc tất cả đều dư giả. Để ngồi kể hết tất cả các loại cây và hoa ngày Tết, có khi cả ngày còn chưa kể hết, vì sự sáng tạo không có đối thủ của người Việt Nam. Nếu bạn tò mò thì có thể đi đến ngay các chợ hoa để tham khảo, chiêm ngưỡng và lựa chọn, cũng như tận hưởng cái sự tấp nập, đông đúc và tất bật chỉ có ở những ngày cuối năm này. Năm mới sắp đến rồi, nhân tiện đây chúc mọi người sức khỏe, bình an và vui cười thật nhiều, cũng như gặp nhiều cơ hội và may mắn trong công việc và cuộc sống. Hẹn gặp lại ở video ngày mai. Đi tìm sự khác biệt trong mâm ngũ quả của ba miền Bắc.